Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Phi-la-tô giết mấy người Ga-li-lê, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Ga-li-lê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Ga-li-lê ư? Ta bảo các ngươi không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy, cũng như 18 người bị tháp Si-đô-ê đổ xuống đè chết. Các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giê-ru-sa-lem ư? Ta bảo các ngươi không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Ngài nói với họ dù ngôn này: có người trồng một cây vả trong vườn nho mình, ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng: kìa, đã 3 năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì? Nhưng anh ta đáp rằng: thưa ông, xin để cho nó 1 năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân, may ra nó có quả chăng? Bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, có một em bé 8 tuổi nghe cha mẹ mình nói chuyện về đứa em trai nhỏ. Cô bé chỉ hiểu rằng em mình đang bị bệnh rất nặng và gia đình thì hết tiền, chỉ có một cuộc phẫu thuật tốn kém mới mong cứu sống được em trai, và cha mẹ không tìm ra ai để vay tiền. Do đó gia đình em sẽ dọn đến một căn nhà nhỏ hơn, vì họ không có đủ khả năng tiếp tục ở căn nhà hiện tại sau khi trả tiền bác sĩ. Cô bé nghe bố nói với mẹ thì thầm: chỉ có phép màu mới cứu sống được Andrew. Thế là cô bé vào phòng mình, kéo ra cái con heo đất mà mình đã cất và giấu kỹ trong tủ, dốc hết tiền ra và bắt đầu đếm cẩn thận. Thế rồi sau đó, em bé đi bằng cửa sau đến một tiệm thuốc ở gần đó. Em đặt toàn bộ số tiền của mình trên quầy. Người bán thuốc hỏi: cháu cần chi? Em bé trả lời: em trai của cháu bệnh rất nặng và cháu muốn mua phép màu. Người bán thuốc ngạc nhiên: cháu bảo sao? Em cháu tên là Andrew, nó bị một cái bệnh gì đó ở trong đầu mà ba cháu nói chỉ có phép màu mới cứu được nó. Phép màu giá bao nhiêu vậy ông? Ở đây không bán phép màu cháu à, ông rất tiếc. Người bán thuốc nói với nó êm đềm và với một nụ cười buồn bã tỏ vẻ cảm thông: cháu có tiền trả mà, nếu không đủ cháu sẽ tìm thêm. Chỉ cần cho cháu biết là phép màu hết bao nhiêu. Và lúc đó trong cửa hàng thuốc có một vị khách ăn mặc thanh lịch. Sau khi nghe câu chuyện, ông khách đến và cúi mình xuống hỏi em bé: em cháu cần phép màu là gì? Dạ cháu không biết. Cô bé trả lời nước mắt rơm rớm: nhưng em cháu rất cần đến phép màu đó, nó bị bệnh nặng lắm. Mẹ cháu nói rằng nó cần được phải phẫu thuật, và hình như phải có thêm phép màu gì đó nữa mới cứu được em của cháu. Cháu đã lấy toàn bộ tiền bỏ heo để mà mua phép màu đó. Thế cháu có bao nhiêu
vị khách đó hỏi, và cô bé trả lời cũng vừa đủ nghe. Dạ, $1 và 11 xu. Thế thì người đàn ông đó mỉm cười, ồ vừa đủ, cho giá mua một phép màu. Thế rồi ông ta cầm lấy tiền của cô bé, còn tay kia thì ông nắm vào tay và nói, dẫn bác chị về nhà cháu đi, bác muốn gặp em trai và gặp cha mẹ cháu để xem bác có cái loại phép màu mà em cháu cần hay là không. Thế rồi sau đó người đàn ông đó theo cô bé về nhà, và cái người đàn ông đó chính là bác sĩ nổi tiếng Carlton Armstrong, một bác sĩ phẫu thuật thần kinh tài năng. Và ca mổ đã tiến hành thành công mà không mất đồng nào. Và không lâu sau đó thì cậu bé Andrew có thể trở về nhà khỏe mạnh. Và cô bé mới thì thầm, ồ, mọi chuyện diễn ra như là có một phép màu. Và cha mẹ thì bảo đúng là nhà mình được phép màu. Còn cô bé thì biết được, con biết là phép màu này giá bao nhiêu, là $1 11 xu. Và người cha mới nói thêm vào, và cái niềm tin của con nữa, và lòng tốt của người bác sĩ. Lời Chúa ngày hôm nay, anh chị em thân mến, mời gọi chúng ta tạo ra nhiều phép màu trong cuộc sống của chúng ta, là cái phép màu Chúa mong đợi ở nơi tất cả mọi người chúng ta, đó là cái sự hoán cải, đó là cái sự đổi mới. Và lời đó đã được Chúa ngỏ ra trong lời của một người trồng cây vả. Kìa, 3 năm nay ta đến tìm cây vả này, tìm quả mà không thấy có. Và đối với ông chủ vườn thì không còn gì để mong đợi nữa. Nói với người làm vườn, hãy chặt nó đi, còn để nó choáng đất làm gì. Thế nhưng sau đó người làm vườn mới đáp, thưa ông, xin để cho nó 1 năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân, may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi. Câu chuyện vắn gọn nhưng nói với chúng ta thật là dồi dào, thật phong phú về tình yêu của Chúa. Đó là một tình yêu chờ đợi, mong đợi. Và cái điều chi đây để có thể nói được là sinh hoa sinh quả? Thưa rằng bất cứ một điều tốt nào đó chúng ta làm cho tha nhân đều là một cái quả thật là đẹp. Và đối với em bé thì đúng là cái điều mà nó mong ước, đó là cho em trai nó được khỏe, và tất cả những gì nó có thể làm được là $1 và 11 xu. Đối với chúng ta thì nó thật là không đáng là gì cả, nhưng đối với em bé đó, nó là cả tấm lòng của nó. Và Thiên Chúa không nhìn vào cái bề ngoài mà nhìn vào tấm lòng. Và đối với Chúa Giêsu, Chúa đã nói với chúng ta một câu, không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Và Thánh Gioan Tông Đồ nói với chúng ta, căn cứ vào điều này mà chúng ta biết được tình yêu là gì, đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Và tất nhiên chúng ta có thể nói, tôi chẳng có gì để mà cho. Cái điều Chúa cần không phải là cái chi đó nó ngoài sức chúng ta, mà là một điều nằm ở trong tầm tay của chúng ta. Chúa không nhìn vào công việc mà nhìn vào tấm lòng. Và cũng như ông bác sĩ
đã sẵn sàng cho đi cái tài khéo của mình, cho đi cái công xéo của mình vì một đô la, vì một xu của cô bé. Thì Thiên Chúa chúng ta là tình yêu, Ngài bao la, Ngài rộng lượng, Ngài quảng đại vô cùng. Chỉ cần chúng ta có một chút cái gọi là hết cả lòng mình yêu thương người khác, thì lúc đó chúng ta sẽ có nhiều cái một đô la 11 xu. Và một trong những điều có thể nói được, chúng ta có thể có những điều đáng quý mà dâng lên cho Chúa trong mùa chay này, và để gọi là sống bác cái với anh em, đó là chúng ta hãy thực hiện những cái điều rất đơn sơ, ai cũng làm được, nhưng mà nhiều khi trong lòng ta không đủ tình yêu để mà làm những điều mà Thánh Phanxicô nói với chúng ta trong Kinh Hòa Bình: để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi hận dục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lối lầm. Đây là một điều không ai không làm được, chỉ có là ta thiếu tình yêu thì ta không làm được. Và giả dụ như ta làm được những điều đó thì nó còn gấp trăm gấp ngàn lần cái một đô la 11 xu của cô bé kia. Đó là cả trái tim của chúng ta, là cả tấm lòng của chúng ta, và đối với Chúa không có gì đáng quý hơn. Và có thể nói được, nếu một bác sĩ đã sẵn sàng hy sinh công sức tài năng của mình vì một cô bé thấy nó yêu thương em của mình, thì chắc chắn một điều Chúa sẽ còn làm gấp bội cho chúng ta một khi chúng ta sống được những lời đơn sơ nhưng mà đòi tình yêu lớn lao đó. Xin cho chúng ta trong mùa chay này đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Amen.